Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cụ 10 qua đời, Bolshevik cuối cùng hay sẽ được kế tục. Bài viết của tác giả Ánh Liên được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Cụ đối 10 qua đời, tin được loan trên các báo chính thống. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước đã ra đi. Khổ cực cay đắng, cái chết của một người có thể gây ra nhiều đồn đoán, chia sẻ với chủ tịch nước Trần Đại Quang có thể là câu chuyện tranh giành quyền lực hoặc là đàn áp nhân quyền. Với tổng bí thư Đỗ Mười là bàn về câu chuyện đánh tư sản và tịch thu nhà phố cao trên hai tầng ở các tỉnh thành miền Bắc. Nhưng giá trị câu chuyện nhắc lại của tổng bí thư Đỗ Mười cao hơn ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, đó là giúp người dân hiểu được giá trị khổ cực và cái đắng sau giải phóng là gì. Không chỉ những ai bị tịch thu nhà, bị quy vào hàng ngũ giai cấp tư sản bóc lột mới nhận ra giá trị nêu trên, mà cả những thế hệ sau này khi đọc lại những chương hồi giải phóng của Huy Đức sẽ nhận ra một thực tế, cả một đất nước rơi vào trạng thái lên đồng và đấu tố. Là kiến trúc sư của một cuộc cải tạo tư sản miền Nam, là tác giả sáng kiến chiến dịch Z30 khi ông đỗ mười cứng rắn lên tiếng, anh nào, chị nào nhụt trí thì lui ra một bên, kẻ nào tỏ ra nhân nhượng với bọn tư sản là phản bội giai cấp. Không phải Bolshevik có tội với đảng, với dân sẽ bị trừng trị. Người cùng thời có lẽ thấy đó là một tấm gương sáng trói lòa về đạo đức và phong cách cách mạng. Cứng rắn, rõ ràng, mạch lạc, phân định rõ giới tuyến ta và địch. Và ông Đỗ Mười trở thành thành trì của cách mạng, mũi tên tiên phong dọn dẹp và quét dọn căn nhà mới là Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một số người biết rằng, quan điểm cứng rắn của ông Đỗ Mười là đi ngược lại với đường hướng của Hồ Chí Minh thời kỳ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang giai đoạn chập chững bước vào Việt Nam. Đó là tư sản của có tư sản mại bản, tư sản dân tộc. Tư sản cũng có những loại tư sản yêu nước. Bản thân tư sản cũng chỉ là một con tin của chiến tranh và chế độ. Nó sống nhờ vào chế độ và sẵn sàng phục vụ chế độ nếu như chế độ đó ứng xử đủ tốt. Thế nhưng phút ngập ngừng ấy nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho tư duy chiến thắng Bolshevik Tư duy đưa cả hệ thống chính trị quét sạch bọn tư sản mà ông Đỗ Mười được lựa chọn là hình ảnh đại diện. 40 năm sau, trong bối cảnh các nhà tư sản được nâng niu, thì câu nói đầy tính cách mạng nêu trên được đánh giá là quá kinh khủng. Kinh khủng vì tính chất kìm tỏa, lỗi thời đã viết nên một chương lịch sử bi thương và mất mát cho dân tộc, cũng như kéo lùi sự phát triển của một quốc gia. Ông Đỗ Mười qua đời, người thương tiếc ông nhất là gia đình ông, còn nhân dân hầu như sẽ chẳng ai quan tâm đến việc ông ra đi ngoại trừ những ai đó quan tâm tới tình hình chính trị, lịch sử, bởi họ có lý do để phán xét ông Đỗ Mười một cách đầy đủ hơn, nơi mà công ít, mà tội thì dày. Quốc tang sẽ diễn ra, và vì ông là Tổng Bí Thư nên đây là quốc tang của những người Cộng sản, nhất là khi ông là người cuối cùng của thế hệ Cộng sản đầu. Nhưng liệu là sự kết thúc của tinh thần Bolshevik? Tinh thần Bolshevik sẽ được lập lại. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng, hắn sẽ rất thần tượng người tiền nhiệm của mình vì thuộc tính Bolshevik. Vào tháng 4 năm 2018, khi chủ trì cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở nhiều trí thì dẹp sang một bên để cho người khác làm. Nếu gỡ bỏ chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng, thì câu nói trên không khác với câu nói của Đỗ Mười là bao nhiêu. Thể hiện một quyết tâm sắt đá Tuy nhiên, vì chống tham nhũng gắn với chỉnh đốn đảng nên quan điểm trên là đáng hoan nghênh. Dù vậy vẫn tồn tại một thực tế, nó có duy ý chí, Bolshevik như cách ông Đỗ Mười hay không? Câu trả lời rất tiếc lại là có. Một trong những yếu tố khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò và là người kế nhiệm xuất sắc của Tổng Bí thư Đỗ Mười chính là duy ý chí. Tính chất này thể hiện rõ ở việc ông Trọng tin tưởng sức sống nội tại trong đảng, coi đó là yếu tố thắng lợi duy nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Chiến trường chống tham nhũng là nơi không tồn tại xã hội dân sự, chống lạm dụng quyền lực nhưng không có tam quyền phân lập. Thậm chí về mặt tư duy pháp luật, tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ông Trọng lại đặt tính đảng lên trên tính luật của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, cũng như đỗ mười, Nguyễn Phú Trọng được hoan nghênh và tung hô, và hầu hết mọi người hào hứng với cuộc chiến đốt lò, và chỉ một số ít nhận ra đốt lò chỉ là bước đi vun vén quyền lực lại cho đảng. Tư duy chống tham nhũng bằng tư duy chống tham nhũng bằng ý chí Bolshevik đã đưa cả hệ thống chính trị quét sạch bọn tham nhũng có chọn lọc mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được lựa chọn là hình ảnh đại diện. Nhưng rồi, khoảng tầm 20 năm sau nữa, có thể khi nhìn lại những phát ngôn và hành vi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một bài viết mới lại ra đời. Cụ Trọng qua đời giúp dân hiểu giá trị khổ cực, giúp dân hiểu giá trị của khổ cực cay đắng. Cái đắng vì những người cộng sản chân chính nhất là Bolshevik lại là những người làm nên giá trị khổ cực nhất cho đời sống và sự bền vững của xã hội Việt Nam. Ghi chú, Bolshevik ám chỉ những người cách mạng chuyên chính, được quản lý bằng nguyên tắc tập trung dân chủ và có tính kỷ luật cao. Những người này tự cho mình là quân đội tiên phong của giai cấp vô sản cách mạng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ông Nguyễn Phú Trọng lại phải đeo tang. Bài viết của tác giả Thảo Vi được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Lần đầu tiên trong lịch sử của nhà nước Cộng sản Việt Nam, một nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua đời ít phút là ngay lập tức tin tức được thông tấn xã phát ngay bản tin chi tiết. Báo chí sau đó nhanh chóng phát lại đó là cái chết của cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười, được cho là mất vào lúc 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018, nghĩa là trước giờ khai mạc Hội nghị Trung ương 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gần 9 tiếng đồng hồ. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 10, còn có một sự kiện là Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức gặp mặt các ủy viên Trung ương Đảng công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 12. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Tại buổi gặp gỡ này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội, dự hội nghị Trung ương 8 khóa 12 để cao trách nhiệm chính trị, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung tham gia ý kiến sâu sắc, có chất lượng cao và các nội dung của hội nghị. Liệu có gì liên quan giữa cuộc gặp gỡ các tướng lãnh quân đội này với cái chết của ông Đỗ Mười tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108? Theo quy định hiện hành, ông Đỗ Mười nằm trong diện được hưởng tiêu chuẩn quốc tang và trưởng ban lễ tang cũng theo quy định cho nghi thức quốc tang. Ở đây phải là đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có nghĩa là nếu phát tang ông Đỗ Mười trong tuần lễ này thì coi như ông Nguyễn Phú Trọng vừa phải đeo tang vừa phải chủ trì hội nghị Trung ương 8. Về mặt tâm linh, đây là tín hiệu xấu không riêng với đảng cầm quyền, mà còn rất xấu trong Nguyễn Phú Trọng khi tuần lễ trước đó, ông đã phải đeo tang Trần Đại Quang. Nếu chờ kết thúc hội nghị Trung ương 8 mới tiến hành các nghi thức tang lễ cho cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười, đó là điều bất nhẫn. Khi phải để thi hài của một công thần cộng sản trong chiếc tủ inox lạnh toát của một nhà xác bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ năm 1976 với chiến dịch cải tạo tư sản do ông Đỗ Mười là trưởng ban cải tạo trung ương đã tạo làn sóng oán ghét của người dân miền Nam trong suốt mấy mươi năm qua. Chính vì điều đó nên ngay sau khi báo chí đưa tin ông Đỗ Mười qua đời, trên tất cả các trang mạng xã hội đều bày tỏ sự vui mừng với niềm tin rằng nếu địa ngục có thật thì nơi đó để chờ đón ngạ quỷ dẫn hương linh ông về đây để chịu sự trừng phạt. Tư liệu báo chí cho biết dưới quyền sinh quyền sát của Đỗ Mười trong chiến dịch cải tạo tư sản. Số lượng người Sài Gòn bị mất hết tài sản và bị cưỡng bức đi kinh tế mới là khoảng 600.000 người, tạo ra một sự hoảng sợ hoang mang chưa từng có trong lịch sử phát triển Sài Gòn qua các triều đại. Kéo theo đó là sức mạnh kinh tế Sài Gòn tự nhiên bị phá hoại, đi đến kiệt quệ hoàn toàn. Hơn 14.000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại Sài Gòn rất cần cho nền kinh tế quốc dân với khoảng 270.000 nhân công hoàn toàn bị trắng tay đóng cửa với tổng số thiệt hại tài sản trước mắt lên đến 9 đến gần 21 tỷ Mỹ Kim. Và tiến trình phát triển công nghệ của đất nước trong tự cường hoàn toàn không còn hy vọng để hồi phục. Riêng về tổng số vàng, nữ trang tịch thu từ Sài Gòn lên đến 4.000 lượng vàng. Tính từ tháng 5 năm 1990, Tính từ tháng 5 năm 1977 tới tháng 2 năm 1978, nếu tính trên diện rộng cả thảy miền Nam, ước trên dưới gần 35.000 lượng vàng, tính luôn cả nữ trang và kim cương. Ông Đỗ Mười cũng từng được khen ngợi, đó là câu chuyện Tết năm 1989. Khi ấy, Đỗ Mười rất lo lắng về việc khan hiếm hàng hóa. Thời đó, mỗi năm nhà nước phải in thêm tiền là 300 tỷ đồng để mua lúa gạo của nông dân rồi bán cho thành thị với giá như cho không. Nhiều ý kiến từ trí thức miền Nam là hãy để tự do buôn bán, đảm bảo nhà nước không cần in 300 tỷ đồng chi đảm bảo rằng nhà nước không cần in 300 tỷ đồng chi cho thêm lạm phát. Ngày Tết 1989, Đỗ Mười đồng ý cho thí điểm tự do buôn bán tại Hà Nội. Dân chúng xung quanh được phép mang hàng hóa vào thủ đô để bán. Quả nhiên, giáp Tết 1989 ở Hà Nội, hàng hóa e hề, đủ mọi thứ. Các cô mộ dịch ngồi chơi xe nước. Và sau Tết, Đỗ Mười đã ra chỉ thị tự do hóa buôn bán trên toàn quốc. Trong nghi vấn lịch sử đó, trong nghi vấn lịch sử có đặt trong nghi vấn lịch sử có đặt vấn đề liệu có mối quan hệ nhân quả nào giữa hội nghị thành đô với chức vụ tổng bí thư sau đó của ông đỗ mười trong hồi ký trương Huy đức trong hồi ký trương đức duy cựu đại sứ trung quốc tại hà nội có đoạn viết liên quan với ông đỗ mười tại hội nghị thành đô như sau xin trích tổng bí thư giang trạch dân bày tỏ giữa hai nước chúng ta từ bây giờ có thể khép lại quá khứ hướng tới tương lai đồng thời dùng hai câu thơ của lỗ tấn độ tận kiếp độ tận kiếp ba huynh đệ tại độ tận kiếp ba huynh đệ tại tương phùng nhất tiếu mẫn ức mẫn mẫn ân cửu làm lời kết cho cuộc hội đàm nội bộ lần này phía việt nam bày tỏ hết sức mỹ mãn và phấn khởi trước thành quả của cuộc hội đàm lần này cuối cùng tổng bí thư giang trạch dân đề nghị hai bên cần ký vào một bản kỳ yếu về thành quả của cuộc hội đàm lần này nguyễn văn linh vui vẻ đồng ý chiều hôm đó trước khi đoàn đại biểu việt nam rời thành đô tổng bí thư giang trạch dân thủ tướng lý bằng và tổng bí thư nguyễn văn linh chủ tịch hội đồng bộ trưởng đỗ mười đã cùng